Hello, xin chào tất cả các bạn. Mà Nam Ti lại quay lại với các bạn với kênh channel của Harry Oracle Room. Mọi người ơi, hãy nhớ like, share, comment và nhấn vào chiếc chuông nho nhỏ xinh xinh để mà subscribe kênh channel Harry Oracle Room của tụi mình nha. Hiện tại ngoài cái việc xem YouTube bằng những trải bài chung để mang lại một cái gì đó tín hiệu tích cực hoặc là một cái gì đó chia sẻ thông điệp cho các bạn thì channel Harry Oracle Room hiện tại đang cung cấp hai dịch vụ. Dịch vụ thứ nhất là kẹo tiên tri với những viên kẹo có chứa thông điệp ở trong này, thông điệp tiên tri do Mr. Harry làm. Và dịch vụ thứ hai đó là dịch vụ xem tarot online của Madam T. Thì bạn nào có nhu cầu với dịch vụ nào thì hãy inbox về fanpage của Harry Oracle Room với dịch vụ đó các bạn nha. Và không để các bạn đợi lâu thì hôm nay Madam Ti lại quay trở lại với cái chủ đề thông định kỳ theo hàng tháng, đó là chủ đề công việc trong tháng 4. Hôm nay mình cũng có 3 tụ bài, các bạn có thể chọn một trong 3 tụ bài các bạn cảm thấy bị thu hút nhất về hình ảnh, về màu sắc hoặc bất kỳ điều gì đó các bạn cảm thấy thích cái tụ đó nhất và làm các bạn ấn tượng nhất, thì hãy chọn nó và nghe thông điệp từ trải bài của Madam Ti. Ok, đây là tụ số 1, tụ số 2 và tụ số 3. Đây là chủ đề công việc trong tháng 4. Ok, các bạn chọn đi và mình sẽ bắt đầu với tụ số 1. Mặc dù là thời điểm kinh tế khó khăn do dịch bệnh tràn lan, nhưng mà chắc chắn là chủ đề về công việc cũng sẽ là cái chủ đề rất là hot với các bạn hiện tại, đúng không nè? Các bạn có Seven of Winter, các bạn có Knight cúp, Ách kiếm, Năm kiếm, Wheel Fortune, Sáu tiền, Queen of Cup và Romance, Compromise. Unlikely. Và một đáp án thông điệp: We are proud of you and aware of your achievement. Một lá thông điệp từ Oracle. Ok, đối với các bạn chọn tụ số 1 ấy, thì mình thấy là cái công việc hiện tại của các bạn đang có thật sự là rất là nhiều cái khó khăn, rất là nhiều cái sự không thuận lợi trong công việc. Các bạn dường như là đang bị thua thiệt trong công việc, và đối với một số bạn á, thì mình thấy có thể là công việc của bạn nó hơi bị khó khăn do tình hình dịch bệnh. Một số bạn đã phải nghỉ ở nhà hoặc thậm chí là nghỉ không lương, nghỉ nghỉ thay phiên nhau nghỉ mà nghỉ không không được trả lương full á. À, mà bị giảm lương nữa cơ. Bởi vì mình thấy cái thời điểm hiện tại, cái năng lượng hiện tại của các bạn không được tốt. Nhưng mà biết sao được, đó cũng là một trong những cái yếu tố nó không phải là chủ quan của mình mà. Và với một số bạn thì trong công việc các bạn đang có những cái tình huống liên quan tới sự mất mát, mất cấp hoặc là không có được ổn định trong cái công việc của mình và gặp những cái điều tiếng thị phi xung quanh hoặc sau lưng nữa. Nói chung là bạn bị đánh mất, bạn thấy con chim này không? Nó đang cầm một chiếc chìa khóa, thì cái chìa khóa của công việc của bạn nó đang bị đánh mất rồi, cho nên là bạn đang hoang mang loay hoay không biết là phải làm như thế nào trong công việc và đang gặp những cái khó khăn trong công việc của mình. Thì bước sang tháng 4 này thì công việc của bạn á, có lẽ nó sẽ bắt đầu hơi nghịch cảnh một chút xíu, hơi ngược đời chút xíu, nhưng mà có lẽ trong cái thời điểm người ta khó khăn thì công việc của bạn nó sẽ bắt đầu có những cái sự thuận lợi hơn. Bạn sẽ có dần dần sẽ có sự thay đổi ở đây, thay đổi định mệnh, thay đổi thuộc yếu tố bắt buộc phải gặp trong con đường sự nghiệp của bạn. Có thể là sẽ có một cái người nào đó mang tới một tin tức cho bạn, hoặc bản thân bạn sẽ bắt đầu đi tìm kiếm một cái nơi thuộc về mình, nơi mình thuộc về. Và đâu đó bạn sẽ nhận được một lời đề nghị, một cái cơ hội nào đó trong công việc, có thể là một cái offer từ một ai đó đưa cho bạn. Hoặc là một lời đề nghị gì đó trong công việc với bạn. Và nhưng mà mình thấy á, một điều ở đây là mặc dù bạn có cơ hội nhưng mà bạn lại thuộc
cái tiếp người là suy nghĩ quá nhiều, bạn hay chần chừ được trước được mất trước sau quá nhiều, nên là đôi khi nó sẽ cản trở cái sự thành công và cái cơ hội tới với bạn. Ở đây mình thấy là bạn sẽ gặp được một cái công việc mà khiến cho bạn hài lòng, thích thú, bạn sẽ có những cái lời hứa hẹn, những cái lời mời lời với công việc trong cái tháng này. Tuy nhiên thì như mình nói đó, với cái tình hình dịch bệnh khó khăn thì mình không chắc chắn rằng sau khi bạn được mời hoặc là bạn nhận được offer hoặc là bạn nghe được những thông tin hoặc những cơ hội về công việc thì bạn có thể đi làm liền ngay. Và cái công việc mà cái cơ hội mà nó sắp tới với bạn á, có thể nha, trong tháng 4 này có thể là cái cơ hội nó không, ví dụ như mình ở thang điểm 10 đi thì cái công việc này nó không phải là tốt ở thang điểm 10 mà nó có thể là ở thang điểm 6 7 thôi. Có những cái điều mà bạn không thật sự chưa thật sự là quá hài lòng, cho nên là nó có là unclean nè, nó chưa thật sự quá hài lòng, nhưng mà tuy nhiên thì nó vẫn sẽ có những sự tiến triển tốt và có những cái cơ hội tốt trong công việc ở cái tháng 4 này của bạn. Và đây là cái thông điệp từ vũ trụ gửi cho bạn. Vũ trụ luôn tự hào về bạn và luôn ghi nhận những cái thành quả mà bạn làm, cho nên là ở thời điểm hiện tại là cho dù có những cái khó khăn trong công việc đi nữa, cho dù có bất kỳ cái điều gì mà đang không hài lòng, đang không ổn trong công việc thì đó cũng chỉ là những cái bước thúc đẩy để mà bạn tiến tới một cái cơ hội khác tốt hơn thôi. Nên là hãy tích cực và luôn luôn tự tin vào chính bản thân mình. Đừng nghĩ là mình thua thiệt hoặc là mình không làm được việc gì đó. Hãy tự tin vào bản thân mình nhiều nhất có thể và chờ đợi những cái bước tiếp theo mà vũ trụ gửi tới cho bạn. Nhớ nha. Dù sao thì tháng 4 cũng là một tháng sẽ có cơ hội mở ra cho bạn, nên là hãy cứ yên tâm mà vẫn tin chờ nha các bạn. Và mình sẽ chuyển sang tụ số 2. Trời ơi, các bạn tụ số 2 có lá Nine of Winter. Các bạn có một tiền, bay tiền, Death, King One, ba cúp, Eight of Pentacles và ba lá thông điệp Oracle Within the Next Few Months. Yes, opportunity. Và thông điệp Oracle Never forget you are love, love never dies. Trời ơi, có lẽ như là tình hình dịch bệnh ở nhà nhiều quá các bạn. Hình như bạn nào tụ nào cũng suy nghĩ nhiều thì phải. Đối với các bạn chọn tụ số 2 thì ở đây mình đang thấy các bạn đang rất cực kỳ lo lắng và e ngại, lo sợ một cái điều gì đó trong công việc. Mình không biết là các bạn có đang lo bò trắng răng hay không, hay các bạn đang tự gom stress vào cho chính mình mà các bạn lo quá, các bạn lo âu tới mức độ mà có thể các bạn không ăn không ngon, ngủ không yên. Các bạn cứ suy nghĩ mãi và lo sợ mãi về những cái vấn đề đó trong công việc của mình. Mình không biết là vì vấn đề gì mà lo dữ gì không biết nữa. Mình nhớ là hầu như là tới khoảng tầm 70% là mọi người đều đang ở nhà để mà nghỉ dịch bệnh hết, mà không biết lo cái gì mà lo dữ dội gì không biết nữa. Rồi trong tháng 4 này, bước sang giai đoạn tháng 4 thì bạn bạn sẽ bắt đầu tìm thấy được ánh sáng mặt trời, bởi vì bạn sẽ có một cái cơ hội do một người đàn ông mang tới, một cơ hội trong công việc nhé, cho người đàn ông mang tới. Bạn sẽ có cái cơ hội làm chủ hoặc là một cái cơ hội để mà khám phá một vùng đất mới, một cái lãnh địa mới, một cái nơi mới, một cái khía cạnh mới trong công việc của mình, và bạn sẽ cảm thấy rất là vui vì ở đó những người đồng nghiệp, những người làm chung sẽ rất là vui vẻ với bạn, và bạn sẽ cực kỳ thoải mái và hứng thú với cái cơ hội công việc này do một người nam cung đất, một người nam cung lửa mang tới cho bạn. Tuy nhiên á, thì tới giai đoạn khoảng tầm cuối tháng tháng 4 á thì công việc có vẻ là nó không thật sự quá thuận lợi với bạn. Mọi thứ nó dường như là nó cần phải có một cái sự lột xác để mà chuyển đổi sang một giai đoạn mới.
Đối với những bạn chọn thuộc số 2, mình có cảm giác như là bạn đang chuẩn bị một cái bước nhảy, một cái bước phóng, một cái bước đà để mà bạn chuyển sang một cái lĩnh vực mới, sang một cái công việc, một cái job mới. Nhưng mà như mình nói đó, tháng 4 này là một cái tháng hơi khó khăn, nên là cả tụ 1 và cả tụ 2 luôn, mình thấy là các bạn có cơ hội, nhưng mà hỏi là đi liền trong tháng 4 hay chưa, thì mình xin thua là mình chưa thấy đi liền trong tháng 4. Có thể là tới giai đoạn tháng 4 là các bạn có thể ổn ổn rồi qua tháng 5 gì đó chuẩn bị chẳng hạn, nhưng mà là mình chỉ thấy cơ hội thôi, còn đi tới và khám phá nó thì mình chưa thấy quá rõ. Đối với các bạn chọn thủ số 2 á, thì cơ hội nó tới nó rất là sớm, ngay cả là ngay từ đầu tháng, những ngày đầu của tháng 4 luôn. Và có thể là bạn cũng cố gắng nhận cái job này, nhưng mà do tình hình dịch bệnh này kia nọ nên là bạn sẽ dời nó, delay nó gì đó chẳng hạn. Nói chung là mình thấy có cơ hội tới với bạn, và bạn yên tâm đi, những cái điều tốt trong công việc á, nó sẽ đang trên đường tới với bạn chỉ trong tầm tháng này hoặc là tháng sau, hoặc là trong khoảng tầm độ vài tháng nữa thôi. Không có lâu đâu, nên là các bạn đừng lo lắng nữa. Mọi thứ, tất cả những cơ hội tốt nhất đang tập hợp và tiến về phía bạn. Tuy nhiên, để mà nhận được những cơ hội tốt đó, bạn phải bắt buộc trải qua cái giai đoạn lột xác, bắt buộc trải qua những cái đoạn mà bỏ cũ để lấy mới, thì giai đoạn đó không phải lúc nào cũng tốt cả. Cho nên là mình chúc các bạn sẽ chiến thắng được cái giai đoạn khó khăn này trong thời điểm hiện tại. Và cứ yên tâm đi, là cơ hội tốt sẽ tới với bạn trong tháng này hoặc là 1-2 tháng tới nữa thôi, không lâu đâu. Và thông điệp mà dành cho các bạn là bạn đừng bao giờ quên là bạn xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất ở vũ trụ này, và tình yêu vũ trụ dành cho bạn là không bao giờ tự gọi sao ta, tình yêu của vũ trụ dành cho bạn là bất bại là bất diệt, nên là tất cả những điều gì xảy ra là đều có nguyên nhân của nó, và bạn nhận được những cái điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống này là bởi vì bạn xứng đáng có được những điều đó. Nên đừng lo lắng nữa, đừng ngại và đừng âu lo, đừng u sầu nhiều quá. Bạn hay có cái tật là lo xa, lo nhiều, lo tùm lum la hết, chưa tới cũng lo, tới rồi cũng lo lo lắm, mình đã qua rồi cũng lo luôn, suy nghĩ rất là nhiều. Cho nên là hãy bớt lại những vấn đề đó, bạn xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất có thể, nên là đừng lo lắng nữa các bạn nha. Những cái điều tốt đẹp nhất đang tới rồi. Chà, tín hiệu vui, tín hiệu mừng, cho một tín hiệu hồi phục cho cả hai tụ ha. Và bây giờ là mình sẽ tới với tụ bài số 3. Các bạn có lá The Moon, Eight of Pentacles, Knight Sword, The Star, Page One, The Star. Các bạn có hai lá The Star và 6 cúp. In the near future, peaceful resolution, improve health. Turn into the drift of nature. Let us connect together there. Sáng sủa ha, nhìn màu đẹp bài, lá bài đẹp của các bạn ha. Nhìn cái thèm ăn cái mấy cái quả cherry đỏ đỏ ra. Rồi, tình trạng của các bạn chọn tụ số 3 nó sáng sủa hơn các bạn chọn tụ số 1 và số 2. Vì sao? Vì ở thời điểm hiện tại á, mình cảm thấy các bạn giống như là tự do tự tại lắm, bởi vì các bạn kiểu như là các bạn thuộc cái tiếp là việc của mình thì mình làm thôi, mình không quan tâm tới người khác, không có đi nhiều chuyện với người khác, với công việc của người khác, hoặc là sân si xì xóa này kia. Nhưng mà chính vì vậy nên bạn tập trung quá độ, quá cao trào vào công việc của mình, nên là bạn đang cố gắng kiểm soát công việc của mình một cách tốt nhất. Và đâu đó thì chính vì khi mà bạn đặt ra những cái mục thử thách
trong công việc của bạn, bạn chạm được tới bước 1, bước 2, bước 3 rồi, thì khi mà bạn mỗi bước mà bạn chạm tới được rồi thì bạn sẽ bắt đầu cảm thấy hơi mơ hồ và hoang mang. Đối với những bạn cảm thụ số 3 thì bạn luôn luôn cần một cái người bên cạnh để định hướng cho bạn là bạn nên làm gì với công việc tiếp theo của mình, thì bạn sẽ không bị rơi vào những trạng thái mơ hồ và kiểu như hoang mang, tôi không biết là tôi được A rồi thì tôi nên làm gì tiếp theo, dạng vậy á. Các bạn chọn tụ này thì lúc nào cũng cần một cái kế hoạch cụ thể rõ ràng thì bạn sẽ không bị rơi vào những trạng thái mơ hồ và hoang mang nữa ha. Và trong tháng 4 này các bạn, ôi trời ơi các bạn ơi, các bạn chọn tụ số 3 là những người siêng năng bậc nhất, siêng năng nhất vũ trụ này luôn. Bởi vì nếu như ở thời điểm hiện tại mọi người đang trốn dịch ở nhà, đang work from home, thì bạn lại là những người mà rất là siêng năng, luôn lao đầu vào làm, luôn đi làm việc để chứng tỏ bản thân, để mà đạt được cái mà mình muốn, hoặc là đạt được những cái thử thách trong công việc tiếp theo. Và bạn là những người làm việc rất 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 có trách nhiệm luôn, không ai có trách nhiệm bằng các bạn đâu. Và những bạn cảm thụ số 3 thì trong tháng 4 này cũng vậy, vì bạn là người có trách nhiệm, mình là người rất là siêng năng, cho nên trong cái tháng 4 này công việc của bạn nhẹ nhàng lắm. Mình thấy cái ở cái phần công việc của bạn cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Thứ nhất là bạn vẫn sẽ tiếp tục siêng năng chinh phục những cái thử thách trong công việc của mình ở tháng này ha, vẫn cứ tiếp tục làm tốt cái công việc của mình để đạt được cái thành quả tốt nhất, để được mọi người ghi nhận và ghi danh cái công sức của bạn. Bạn và trong tháng 4 này á, mình nghĩ là bạn sẽ kiếm được một cái người hoặc là một sếp của bạn sẽ là người đưa ra những cái mục tiêu, những cái thử thách để mà bạn chăm chăm tiến về phía trước để mà giành được cái phần thử thách của mình. Đơn giản có thể ví dụ như là target, đặt không target cho bạn mà bạn có cái target nhất định rồi thì bạn cứ chăm chăm vào cái target đó mà bạn chạy thôi. Và bạn là cũng là những người rất là lạc quan trong công việc. Hầu như là các bạn cần thủ số 3 đang ở trạng thái tốt nhất có thể. Các bạn chỉ đôi khi hơi mơ hồ là không biết mình như thế nào tiếp tục tiếp theo một công việc thôi, chứ với hai ba tụ bài nãy giờ thì những bạn ở tụ số 3 là những bạn cân bằng nhất có thể luôn. Bạn đang ở trong trạng thái là chính bản thân mình tự cân bằng mà không bị cái việc nào ảnh hưởng quá nhiều. Ví dụ yêu đương cũng không ảnh hưởng tới bạn nhiều trong công việc, mà bạn tách biệt đặt rời giữa hai phần đó và bạn đang trong trạng thái ổn nhất có thể. Trong cái tháng 4 này á, bạn cũng sẽ có thể là gặp lại những cái đồng nghiệp cũ hoặc người quen cũ nào đó trong công việc của bạn. Nói chung là những tín hiệu tốt, có những cái thông tin nào đó sẽ làm cho bạn dấy lên những cái sự hy vọng trông đợi rất là nhiều ha, trong công việc của mình. Và mình cũng chỉ nhắn nhẹ các bạn cận thủ số 3 thôi là đôi khi á, các bạn làm việc nhiều, siêng thì cũng rất là tốt, nhưng mà có thể là khi mà bạn làm việc nhiều mà siêng năng như vậy thì nó cũng sẽ một phần nào đó ảnh hưởng tới sức khỏe của các bạn, thì các bạn cần tập trung quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn. Ví dụ như làm việc nhiều quá các bạn sẽ bị lao sức, gì gọi là gì, sẽ bị lao lực, ảnh hưởng sức khỏe, hoặc là các bạn bị stress, các bạn ăn rất là nhiều ảnh hưởng đến cân nặng thì cũng là ảnh hưởng tới sức khỏe. Thì trong cái tháng tư này mình chỉ cần các bạn là hãy chú trọng quan tâm tới cái sức khỏe, tới cái bản thân mình một chút xíu, và mọi cái giải pháp hòa bình nó đang tới với các bạn thôi. Và những điều mà mình có cảm giác ở tụ số 3 này thì những cái thông tin, những cái tin tức tốt á, nó đang gần tới với bạn rồi. Nhưng mà thực chất ra là hiện tại nó cũng đang tốt mà, không cần phải tới nữa đâu, không cần phải quan tâm tới quá nhiều đâu, nên là chỉ cần tập trung cái công việc của mình một cách tốt nhất thì vũ trụ sẽ lắng nghe được cái khao khát và cái mong muốn của bạn để mà bạn có thể chinh phục được những cái bước thử thách tiếp theo trong công việc của mình. Nói chung là một cái tháng tư rất là yên bình, êm ả, trôi qua không có vấn đề gì cả và mọi thứ hầu như là rất là tốt. Ok, đó là thông điệp dành cho các bạn cần tụ số 3 trong trải bài công việc của tháng 4. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip này của Madam T, và hãy nhớ subscribe và nhấn vào chiếc chuông nghe nhỏ xinh xinh để follow kênh channel Harry Oracle Room của tụi mình nha. Bye bye!